Ninh có nhớ số chứng minh thư không? Gửi tặng chúng tôi này. 0 3 4 9 8 0 3. Con này bao nhiêu ạ? Nhưng tập trung thông tin cho tôi từ 1-9 sang 1 tin nhé. Rồi nếu đúng rồi thì tôi sẽ hướng dẫn em một tiền nhé. Em sẽ vào bên cạnh ngồi đợi cái chút.